Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau xử lý vật liệu nội thất nào. Các bạn nhấn phím W để tiến gần hơn. Tôi nhấn phím W và đi sâu vào trong này. Nhấn Q cao lên và tiến sâu vào. Tôi sẽ vào trong nội thất và ốp vật liệu nội thất. Các bạn nhấn chuột phải xoay. Nhấn S zoom xa một chút. Tôi nhấn A vào này và nhấn Q vào trong. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ốp vật liệu. Các bạn về phần Import, chúng ta chọn phần Edit Material và nhấn trực tiếp vào một vùng trống trên màn hình này. Sau khi vật liệu đã hiển thị bề mặt, tôi nhấn dấu cộng, bấm vào tường, ốp tường trước. Chúng ta chuyển về vật liệu bê tông. Sau đó, tôi cùng các bạn sẽ qua tab thứ hai và tôi chọn vật liệu này. Rất nhanh phải không nào? Tôi scale lớn lên chút xíu và tiếp tục cộng thêm và chọn luôn bằng tường này. Tôi tiếp tục chọn vật liệu đó và scale lên chút cho hợp lý hơn. Ok. Tôi cộng thêm và ốp liệu sàn. Tôi chuyển về tab thứ nhất. Tôi cũng chọn bê tông. Tôi chọn đối tượng này. Tôi không chỉnh sửa nhiều. Khá ấn tượng phải không nào? Chúng ta tiếp tục cộng thêm vật liệu. Và tôi ốp vật liệu bếp. Tôi chọn về gỗ. Chọn vật liệu đầu tiên. Sau đó tôi tiếp tục cộng tiếp. Ốp mặt đá ở đây. Và chọn về đá. Chúng ta chọn vật liệu này. Vậy là ok rất nhanh. Tiếp tục chúng ta cộng tiếp vật liệu tiếp theo. Chúng ta sẽ ốp gỗ ở ghế này. Tôi chọn về gỗ. Và qua tab thứ hai, tôi có thể chọn loại gỗ đen này. Và tiếp tục ốp phần da. Tôi bấm vào đây. Và chuyển về Nether. Chọn vật liệu bất kỳ. Tôi chỉ thay đổi map hình mà thôi. Tôi chọn texture. Và tôi bấm qua phần kết xuất revit. Vật liệu, tôi chọn Glow 13. Và ấn tượng phải các bạn, tôi có thể nhấn S để xoay. Vậy là tôi chỉ cần ốp những vật liệu cơ bản như thế này thôi, để phần ngoại thất nhìn vào, đỡ bị trơ. Còn nếu muốn tập trung sâu vào trong nội thất, thì bài sau chúng ta cùng nhau export file Bodymark qua và xử lý các đối tượng này sao cho đẹp nhất. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau đánh dấu check ở đây và chúng ta kết thúc video này tại đây.